Bảo cho em mượn cái khăn tắm nhá. Dùng đi nhá, nhưng mà phải tiết kiệm đấy. Ok. Ronaldo. Ui, anh Ronaldo. Em hâm mộ anh lâu lắm rồi. Không thế, em còn fan MU này. Anh có fan MU không? Hả? Anh không fan MU à? Vứt mẹ áo MU đi. Ê, anh cho em xin kiểu ảnh đấy nhở? Em mượn điện thoại xin kiểu ảnh nhá. Anh Ronaldo chơi cả FIFA à? Xóa FIFA à, Ronaldo? Mẹ thằng này, sao xóa FIFA của tao? Ronaldo pha kìa. Không phải Ronaldo à? Hả? Sao con khóc? Mà con tên gì? Con tên mình. Ba con tên Hùng. Ông bỏ con đâu rồi? Hùng hả? Ông đó không? Đúng rồi, cái cha đó đúng rồi. Ê Hùng, sao mày bỏ con? Anh không phải anh Hùng. Con lợn đến vạ à? Anh em ơi, thằng đến vạ đấy. Tôi không biết, ông đông rách áo tôi rồi, để tôi đi. Hả? Ồ, có tiền lẻ rơi kìa, ngon. Boy. Này, tiền đấy người ta giải ra để linh hồn người đã mất tìm đường trở về nhà, sao mà lại nhặt? Thiếu tiền chơi net. À không, thiếu tiền donate cho anh Tiến để anh ấy dép cầm mình. Không phải là người nhện thì chắc chắn mày là người rơi. Tại sao lại nói như vậy với răng của mày mỗi cá một nơi? Phải cho mày xuống một thôi, vì người rơi là thằng mục. Này. Đủ rồi đấy, giờ đến lượt tao. Mày mặc áo của Rick Nitz, ha? Anh hợp Miss, yeah. Mày tin trong tay với lượng. Thôi, như này nhá. Tao với mày không thằng nào bỏ con cả. Cho nên tao với mày huề, ok?